Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm xuất ra thần hỏa để luyện đan, thì hắn rất dễ dàng luyện chế ra Nhật Thăng đan, vì thế đã thành công tiến vào trong chung kết. Dưới vầng hào quang chiến thắng này, Vũ Tuyết ngồi trên khán đài cao cao, nụ cười của nàng giống như bông hoa nở rộ, xinh đẹp đến nghẹt thở. Nụ cười ấy không chỉ là tán thưởng dành cho Tiêu Viêm, mà còn là một loại thoải mái đã lâu không có. Tuy nhiên, trong bầu không khí vui vẻ này, lại có một đôi mắt lóe lên quang mang lạnh lùng. Đó là vị đại sư huynh, hắn ta đứng giữa đám người nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, khuôn mặt hắn ta trông rất kỳ quặc giữa nụ cười tươi của mọi người, trong lòng dâng lên sát ý khó có thể diễn tả bằng lời. Sát khí của vị đại sư huynh giống như gió lạnh ngày đông, lạnh lẽo thấu xương, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Viêm. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Vũ Tuyết, ngọn lửa ghen tuông và sát cơ trong mắt hắn ta càng thêm cường đại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành hiện thực, biến niềm vui và vinh quang này thành tro bụi. Theo tiếng chuông vang lên, 500 người đã xuất hiện, bọn họ sẽ bước vào trận chung kết. Vòng thi luyện đan thứ 2 cũng kết thúc sau những màn so tài kịch liệt. Từ hàng vạn luyện dược sư tham gia thi đấu, trải qua những màn giao tranh ác liệt, chỉ còn lại 500 tinh anh. Trong số 500 luyện dược sư này, người có cấp bậc thấp nhất cũng là tam phẩm dược thần, mà người cao nhất lại là tứ phẩm dược thần hiếm thấy. Trên không trung sân thi đấu khói lửa vẫn chưa tan, nhiệt lượng vẫn còn động lại. Người tham gia đều có thần sắc khác nhau, có người nắm chặt hai tay, khóe miệng nở nụ cười hài lòng, có người thì lại mang vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt toát lên vẻ không cam lòng và kiên định. Lúc này, khán giả trên khán đài bàn tán xôn xao, tràn đầy mong chờ về trận chung kết, mà thập đại thần trưởng lão trên cao đài thì lại ngồi im lặng, tỉ mỉ xem xét từng viên Nhật Thăng đa được luyện ra. Ánh mắt của bọn họ như lưỡi dao sắc bén, dường như có thể nhìn thấu được sự khác biệt về phẩm cấp và nồng độ tinh thuần giữa các viên Nhật Thăng đan. Thời gian trôi qua từng chút một, hỏa diễm trong đan lô dần dần yếu đi, luồng khói cuối cùng cuộn lên, báo hiệu vòng chung kết sắp bắt đầu. Chúc mừng những người đã thành công thăng cấp bước vào vòng chung kết, danh sách người chiến thắng cuối cùng của kỳ này cũng được tăng lên, từ 10 người của các kỳ trước lên 20 người. Quy tắc của vòng thi cuối cùng này chính là không quy định đan dược cụ thể, mà là luyện chế ra đan dược có phẩm giai cao nhất mà các ngươi có thể luyện chế. Sau đó ta và thập đại thần trưởng lão sẽ tự mình đánh giá phẩm giai và độ tinh thuần của đan dược. Ai luyện chế ra đan dược có phẩm giai và độ tinh thuần càng cao, thì càng có khả năng trở thành một trong 20 người kia. Đương nhiên, thời gian thi đấu là 3 ngày. Đối với thần đan tứ phẩm, cho dù là luyện chế loại cơ bản nhất thì cũng phải mất ít nhất 3 ngày. Điều này vẫn dành cho luyện dược sư đã đạt đến cấp bậc tứ phẩm dược thần. Nếu đổi lại là luyện dược sư chỉ mới đạt đến cấp bậc tam phẩm dược thần, thì càng khó có thể luyện chế ngưng tụ ra thần đan tứ phẩm trong vòng 3 ngày, thậm chí còn có thể trực tiếp thất bại, mà một khi đã thất bại một lần, thì sẽ mất đi cơ hội lọt vào top 20, mà quy tắc cuộc thi lại chỉ có 3 ngày, thời gian 3 ngày này, thực sự rất khó để cho tam phẩm dược thần luyện chế ra thần đan tứ phẩm. Dù sao thì, đan dược càng cao cấp, thời gian luyện chế sẽ càng lâu, hơn nữa luyện dược thuật và phẩm giai đan dược mà bản thân luyện chế lại khác nhau, sẽ càng làm tăng thời gian ngưng tụ đan dược, cũng như khả năng thất bại. Còn đối với tứ phẩm dược thần mà nói, cuộc cạnh tranh giữa bọn họ sẽ càng thêm tinh xảo, chắc chắn sẽ không ai luyện chế thần đan tứ phẩm cơ bản nhất, ít nhất bọn họ cũng sẽ luyện chế thần đan tứ phẩm cao cấp. Trong mỗi cấp bậc đan dược cũng được chia thành các loại có phẩm chất khác nhau, hạ giai, trung giai, cao giai. Có lẽ đây chính là thử thách nghiêm ngặt mà luyện thần đan đại hội đặt ra cho luyện dược thuật, chỉ có không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân mới có thể giành được suất của mình. Vậy thì bây giờ ta tuyên bố chính thức bắt đầu. Giọng nói của tháp chủ nội tháp như chuông đồng vang vọng trên bầu trời quảng trường, tuyên bố trận chung kết bắt đầu. Hình ảnh của thập đại thần trưởng lão lờ mờ xuất hiện trong làn khói mờ ảo, trong mắt bọn họ toát lên vẻ mong chờ và nghiêm khắc. Người tham gia thi đấu cũng cảm nhận được một chút áp lực, nhưng nhiều hơn là sự khuyến khích. Bọn họ biết nỗ lực lúc này sẽ đã quyết định xem bọn họ có thể bước vào hàng ngũ 20 người vinh quang kia hay không. Các luyện dược sư trong quảng trường lần lượt chiếm lấy luyện dược đài của mình, bầu không khí căng thẳng và nghiêm trọng. Dần dần xuất hiện lô hỏa bốc cháy, hỏa diễm nhảy lóc soi đỏ bừng khuôn mặt bọn họ, ánh mắt tập trung, thần sắc căng thẳng, đều toát lên khát vọng chiến thắng và nỗi sợ hãi thất bại. Trong không khí tràn ngập hương khí pha trộn của linh thảo dược liệu, đôi tay khéo léo của những người tham gia đang nhảy múa bên cạnh đan lô, cho dược liệu vào theo tỷ lệ hoàn hảo, đồng thời điều chỉnh hỏa lực, mỗi một động tác đều tinh chuẩn và nhanh chóng. Trên cao đài, ánh mắt của tháp chủ nội tháp và thập đại thần trưởng lão đều toát lên vẻ mong chờ và sắc bén. Ánh mắt liếc nhìn giữa đan lô của 500 vị luyện dược sư, như đang tìm kiếm xem viên đan dược tinh thuần nhất, phẩm giai cao nhất kia, rốt cuộc sẽ xuất hiện từ tay ai, nhưng bây giờ không ai biết được, chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng sau 3 ngày nữa. Hình ảnh những vị tứ phẩm dược thần trong sân đều đứng ngay ngắn trước luyện dược đài, ánh mắt cũng không còn thoải mái như trước, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, bởi vì bọn họ đều biết, luyện dược thuật của mỗi người đều rất cường đại, vì vậy không thể lơ là chút nào. Đương nhiên, trong trận chung kết này, cũng sẽ để cho mọi người nhìn thấy phần hấp dẫn nhất của luyện thần đan đại hội, Thần La Điện, Thiên La Điện, Thánh Hoa Điện, Âm Dương Điện, bọn họ là những thế lực đỉnh phong trong các thế lực siêu thần, lần này trực tiếp phái luyện dược sư đã đạt đến cấp bậc tứ phẩm dược thần, tranh giành xuất thuộc với bọn họ, còn có tứ phẩm dược thần của ngoại tháp Đan Thần Tháp, cùng với tứ phẩm dược thần của năm thế lực ẩn thế, rốt cuộc ai mới có thể giành được hạng nhất, phải xem màn so tài thực sự giữa bọn họ, muốn giành được đệ nhất danh ngạch, ít nhất cũng phải luyện chế ra thần đan tứ phẩm cao cấp. Tiêu Viêm trên sân thi đấu vô cùng bình tĩnh, lúc này hắn đã biết mục tiêu phẩm gia đan dược mà mình muốn luyện chế.
thành công sẽ trở thành người được mọi người chú ý, thất bại sẽ rơi vào vực thẳm không thể đảo ngược. Giữa hai điều này, khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm trở nên kiên định hơn, trong đôi đồng tử đen nhánh của hắn sắc bùng cháy hỏa diễm sôi trào. Cũng ngay khi luyện thần đan đại hội của Đan Thần Tháp bước vào trận chung kết, thì trên siêu cấp thần chi đại lục, cách vạn giới thần châu vô cùng xa xôi, ngũ đại thế lực siêu thần đang hùng cứ một phương tại đây, tự mình bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, siêu cấp thần chi đại lục này, lúc này lại bị những cỗ lực lượng cường đại làm cho rung chuyển, vô số cường giả thần chỉ như thủy triều kéo đến. Những cường giả thần chỉ xâm lấn ngũ đại thần các này chính là thiên quân thần chiến đội của liên minh thần trích. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, đó chính là tư diệt hoàn toàn ngũ đại thần các, đoạt lấy thứ mà bọn chúng cần. Một trận chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của ngũ đại thế lực siêu thần đang kịch liệt triển khai. Lúc này, ở rìa chân trời siêu cấp thần chi đại lục, lãnh địa của ngũ đại thế lực siêu thần bao la thần bí như năm bảo thạch sáng chói lấp lánh được khảm trên lục địa bao la này. Nhưng giờ khắc này, nơi yên tĩnh này lại bị một cỗ khí tức sát phạt bao trùm, trong không khí tràn ngập một luồng nguy hiểm và căng thẳng. Vô số thân hình cường giả thần trích tạo nên một khung cảnh hoành tráng trên bầu trời thế lực ngũ đại thần các, mỗi một động tác đều mang theo lực lượng cuồn cuộn. Những cường giả này đến từ thiên quân thần chiến đội của liên minh thần trích, bọn chúng thân mang giáp chiến ngân quang, tay cầm vũ khí uy nghiêm bất khả xâm phạm. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang vọng giữa thiên địa, bóng dáng của năm vị các chủ thế lực ngũ đại thần các bay thẳng lên trời, thần quang vạn trượng, thần uy hào hùng. Bọn họ mang theo chiến ý cùng phẫn nộ vô tận, chuẩn bị nghênh kích trận chiến nguy cơ sắp diễn ra. Bầu không khí xung quanh tràn ngập lôi minh thiểm điện, như thể thiên nhiên giận dữ, biểu thị một trận chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra. Đường chân trời bị vô số bóng đen lồ của phương chu bao phủ, chúng như hạm đội u linh lơ lửng trên bầu trời của thế lực ngũ đại thần các, tỏa ra áp lực khiến người ta nghẹt thở. Giữa các phương chu, các chiến sĩ của thiên quân thần chiến đội ngân quang như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, bọn chúng số lượng nhiều đến nỗi khiến cho bầu trời cũng phải run rẩy. Vũ khí trong tay bọn chúng phản xạ hào quang chói lọi dưới ánh mặt trời, chiến ý ngút trời, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Ngũ đại thần các là biểu tượng cho ngũ đại thế lực siêu thần cường đại nhất, lúc này lại lâm vào nguy cơ và khốn cảnh chưa từng có. Trên bầu trời của thế lực ngũ đại thần các bị phương chu và thiên quân thần chiến đội bao vây chặt chẽ, bất kỳ hy vọng nào thoát khỏi đều bị cắt đứt vô tình. Uy nghiêm và bá khí từng có của ngũ đại thế lực siêu thần trước mặt liên minh thần trích lúc này đều trở nên ảm đạm vô quang. Bầu không khí của toàn bộ siêu cấp thần chi đại lục trở nên căng thẳng, vì hành động đại quy mô của liên minh thần trích, mỗi thế lực siêu thần đều cảm nhận được sự chấn động chưa từng có trong sự bàng hoàng. Ý đồ của liên minh thần trích giống như một thanh kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào tâm can của ngũ đại thế lực siêu thần. Những người thuộc thế lực siêu thần trên siêu cấp thần chi đại lục này đã sớm cảm nhận được đối đầu chưa từng có sẽ xuất hiện tiếp theo, gây ra một trận đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ siêu cấp thần chi đại lục. Năm vị các chủ của thế lực ngũ đại thần các đều lần lượt xuất hiện trên thần các của mình, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm vào vô số phương chu và lượng lớn chiến sĩ của thiên quân lần chiến đội trên không trung. Trên mặt bọn họ không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có sự kiên định và quyết tuyệt. Trận chiến hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ siêu cấp thần chi đại lục, mà bọn họ thần là các chủ của thế lực ngũ đại thần các, vì thủ hộ gia viên, chuẩn bị khai chiến một trận kinh thiên động địa với liên minh thần trích. Sau khi toàn bộ thiên quân thần chiến đội của liên minh thần trích xuất hiện, thì ở ngay phía trước bọn họ xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người kia giống như thần linh hàng lâm phàm trần, trên y bào bọn chúng thêu lên kim ti long phượng, hoa lệ vô cùng, tựa như ngưng tụ tinh thần chư quang của cửu thiên. Trên đế quan được khảm bảo thạch lấp lánh, mỗi viên đều như có thể chiếu sáng vực sâu trong lòng người. Bọn họ đứng trước mặt năm vị các chủ của thế lực ngũ đại thần các, thần uy tỏa ra trong im lặng lại, khiến cho bầu trời nơi này trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trong không khí tràn ngập một cỗ áp lực vô hình, như thể ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Các cường giả trong thế lực ngũ đại thần các đều mang thần sắc nghiêm túc. Đối mặt với cỗ uy áp ập đến bất ngờ này, bọn họ cảm thấy áp lực chưa từng có, như thể đang sa lầy, lực lượng dường như bị rút cạn, chỉ còn lại sự phản kháng yếu ớt, thậm chí đầu gối của một số đệ tử trẻ tuổi còn bắt đầu run rẩy không tự chủ được. Những cường giả ngày thường vẫn tự do bay lượn trong thế lực ngũ đại thần các, lúc này lại như phàm nhân, chỉ có thể ngước nhìn hai bóng người tỏa ra kim quang kia. Khí thế của bọn họ như hai đỉnh núi cao chót vót đứng sừng sững trong lòng mọi người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay cả năm vị các chủ của thế lực ngũ đại thần các cũng không nhịn được mà cảm thấy run rẩy trong lòng. Bọn họ biết rõ hai bóng người trước mặt có thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ, bao gồm cả các chủ của linh thần các, thủ lĩnh của thế lực ngũ đại thần các, năm vị các chủ của thế lực ngũ đại thần các ngươi đúng là khiến ta có chút không tưởng tượng được, không ngờ các ngươi đã âm thầm liên thủ với nhau. Ban đầu ta định tiêu diệt từng thế lực một, nhưng bây giờ cũng tốt, đỡ lãng phí thời gian của ta. Người nói chính là một trong hai bóng người, hắn ta một thân la y thảm lục, tóc được búi bằng thúc châm, trên thân toát ra mùi thơm của gỗ không giống như long diên hương, tướng mạo cũng tuấn tú vô cùng, khuôn mặt như được điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, gương mặt góc cạnh tuấn tú, bề ngoài trông có vẻ phong lưu không câu nệ, nhưng tinh quang vô tình lộ ra trong mắt lại khiến người ta không dám coi thường, thậm chí bị khí chất cao quý của hắn ta khiến cho khuất phục. Mái tóc đen nhánh rậm rạp được búi cao bằng kim quan, dưới đôi mày kiếm lại là bát đào hoa, tràn đầy tình ý. Người này chính là nhị vực thiên thần quân của cửu vực thiên thần các, thánh đế thần quân. Lần này chúng ta đến đây cũng không muốn sát hại để giải quyết vấn đề, chỉ cần năm vị các chủ các ngươi giao ra mảnh vỡ của hư không nhiếp bàn châu, chuyện hôm nay sẽ coi như là liên minh thần trích chúng ta đến làm khách. Dù sao các ngươi là ngũ đại thế lực siêu thần cường đại nhất, đừng vì chuyện nhỏ này mà phải trả giá đắt. Bóng người bên cạnh thánh đế thần quân nói với năm vị các chủ trước mặt với giọng điệu trầm thấp. Hắn ta thân khoác huyền sắc y bào rộng thùng thình, vạt áo nhẹ nhàng đưa theo gió,
Dường như ngay cả không khí cũng bị sự hiện diện của hắn ta làm cho méo mó, dường như hòa vào là một với môi trường xung quanh, nhưng lại toát lên vẻ cao quý hơn người, toàn thân tỏa ra một cỗ uy áp khó có thể diễn tả bằng lời, thậm chí khiến người ta có cảm giác khó chịu xuất phát từ sâu thẳm linh hồn. Thân phận của bóng người này chính là Tam vực Thiên Thần Quân, cửu vực thiên thần các trong liên minh thần trích, tuy lập thần quân, nhưng lời nói của bọn họ lại khiến cho nam vị các chủ của thế lực ngũ đại thần các đều không tin. Dù sao, chuyện đã xảy ra trước đó, đệ nhất thiên kiêu trong thế lực của bọn họ sau khi trốn thoát, cũng đã thuật lại sự tình xảy ra ở liên minh thần trích cho các vị các chủ, không muốn sát hại. Bốn chữ này các ngươi còn có thể nói ra được, các ngươi không sợ mất mặt sao? Tính cách của lôi thần các chủ rất trực tiếp, vừa lên tiếng, đã không hề có ý định thương lượng với bọn chúng, trực tiếp châm chọc, ngươi thương lượng với chúng ta. Đây mới là tác phong của liên minh thần trích các ngươi đúng không? Ngoài miệng thì nói thương lượng, nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Một vị nữ tử trong số 5 vị các chủ của thế lực ngũ đại thần các, nàng cũng không tin liên minh thần trích có thể làm ra chuyện như vậy, lại còn có thể thương lượng với bọn họ. Mà vị nữ tử trung niên này chính là Ngọc Thần các chủ, nàng một thân lam sắc y bào vải bông, giản dị bị mộc mạc, nhưng lại vô tình toát lên khí chất thanh nhã, vạt áo nhẹ nhàng đong đưa, theo bước chân nhẹ nhàng của nàng ta, giống như gợn nước dập dờn. Mỗi cử chỉ động tác của nàng đều toát lên vẻ đẹp trưởng thành từ trong ra ngoài, khiến người ta không nhịn được mà bị khí chất điềm tĩnh của nàng ta hấp dẫn. Điều này khiến Thánh Đế Thần Quân nhìn thêm vài lần, dù sao hắn ta vốn đa tình, vì vậy khi nhìn thấy nhan sắc của người khác phái tự nhiên sẽ mỉm cười, sau đó bước lên một bước hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, "Ngọc Thần các chủ, đại danh của ngươi ta đã nghe nói từ lâu, không bằng làm thiếp của bản thần quân, thế nào?" Hừm, si tâm vọng tưởng, Ngọc Thần các chủ trực tiếp từ chối. Những thần quân của liên minh thần trích này đều phong lưu như vậy, Thánh Đế Thần Quân, bây giờ không phải là lúc để ngươi tình tình ái ái, nếu không hoàn thành nhiệm vụ của Minh Chủ đại nhân, đến lúc đó cả ngươi và ta đều sẽ bị trừng phạt, vẫn nên làm chính sự trước đi. Duy Lập Thần Quân ở bên cạnh nhắc nhở, hắn ta không quan tâm đến chuyện tình cảm của Thánh Đế Thần Quân, nhưng hôm nay đến đây là có nhiệm vụ gian khổ, hắn ta không muốn vì chuyện như vậy mà bị hỏng việc, ta đương nhiên là biết. Thánh Đế Thần Quân liếc nhìn Duy Lập Thần Quân, hắn ta là nhị vực thiên thần quân, bất kể là phương diện nào cũng cường đại hơn Duy Lập rất nhiều. Nếu không phải lần này thực sự có nhiệm vụ gian khổ cần phải hoàn thành, thật sự muốn tát cho hắn ta một cái bạc tai. Những việc mà liên minh thần trích các ngươi làm chúng ta đều đã biết, vậy mà còn dám to gan muốn tiêu diệt ngũ đại thần các chúng ta, thực sự không sợ dẫn tới phẫn nộ của những thế lực siêu thần khác sao? Sát Thần các chủ nói với giọng điệu âm u lạnh lẽo, mang theo một tê sát khí đáng sợ quanh thân. Ha ha ha, điều này thì các ngươi không cần phải lo, nội tình của liên minh thần trích không phải là tồn tại mà các ngươi có thể so sánh. Cho dù lần này thực sự tiêu diệt ngũ đại thần các ngươi, ta nghĩ những thế lực siêu thần khác cũng không dám làm gì. Chư thần vạn giới chính là thực lực vi tôn, ngay cả nội tình của một cửu vực thiên thần các ngươi còn không thể lay chuyển nổi, thì càng không cần phải nói đến toàn bộ liên minh thần trích. Lần này bọn chúng đến đây cũng đã chuẩn bị đầy đủ, không sợ phản kích của những thế lực siêu thần khác. Mặc dù nhận được mệnh lệnh phái ra hai vị thần quân bọn họ đến đây, nhưng cũng đã điều động 1/3 lực lượng nòng cốt của thiên quân thần chiến đội. Đội hình này có thể nói là bất kỳ thế lực siêu thần nào cũng không thể làm được, ngay cả ngũ đại thần các cũng không ngoại lệ. Thiên quân thần chiến đội tổng cộng có 100 vạn tinh binh, mà người có thực lực kém nhất cũng đều là tự liệt chi thần, cường đại nhất là tứ trọng thiên vị thần. Đương nhiên, còn có một số đội trưởng của thần chiến đội, thực lực thậm chí còn đạt đến ngũ trọng và lục trọng thiên vị thần. Đây vẫn chưa phải là toàn bộ lực lượng nòng cốt, chỉ là 1/3 lực lượng của thiên quân thần chiến đội, thật sự là to gan. Mặc dù liên minh thần trích các ngươi là tồn tại bá đạo trong chư thần vạn giới, nhưng năm đại thế lực siêu thần chúng ta cũng không phải dễ chọc, bước vậy thì cá chết lưới rách. Lôi thần các chủ đã sớm không kìm được bạo động trong lòng, nhưng hiện thực vẫn buộc hắn ta phải kìm nén tâm trạng sắp bùng nổ của mình. Lôi thần các chủ, không ngờ ngươi vẫn hài hước như vậy, cá chết lưới rách sao? Dựa vào thực lực thất trọng thiên vị thần đỉnh phong của ngươi sao? Hay là thực lực bán bộ bát trọng thiên vị thần? Thánh Đế Thần Quân chế nhạo một tiếng, như thể trong mắt hắn ta, những người giới cao giai thiên vị thần đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Thánh Đế Thần Quân, ngươi cũng đừng có tưởng chỉ với thực lực bát trọng thiên vị thần thì có thể tiêu diệt hoàn toàn ngũ đại thần các chúng ta. Hơn nữa, nội tình của võ thần các ta, cho dù là liên minh thần trích các ngươi cũng phải cân nhắc. Lúc này, võ thần các chủ vẫn luôn im lặng liền lên tiếng, lão ta thực sự không nhịn được nữa, từ trước đến nay đã coi liên minh thần trích là địch nhân, hôm nay lại còn dám đến đòi hư không niết bàn châu, thực sự là không thể tha thứ. Nghe vậy, Thánh Đế Thần Quân và Duy Lập Thần Quân có chút thay đổi thần sắc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt lại trở lại bình thường. Nhị Vực Thiên Thần Quân tiếp tục nói với giọng điệu âm u lạnh lẽo, ngươi đang nói đến Đan Thần Tháp đúng không? Quả thực quan hệ giữa võ thần các ngươi và Đan Thần Tháp luôn rất tốt, nhưng ngươi nghĩ, chúng ta không chuẩn bị gì sao? Ngươi có ý gì? Nghe thấy Thánh Đế Thần Quân nói như vậy, võ thần các chủ bỗng nhiên cảm thấy có điểm bất lành, mà bốn vị các chủ kia lúc này cũng lâm vào nghĩ en hoặc, rốt cuộc đối phương muốn nói điều gì? Lẽ nào, liên minh thần trích còn phái cường giả khác đến Đan Thần Tháp sao? Tất nhiên, hôm nay chúng ta đã đến đây, thì nhất định phải lấy được mảnh vỡ của hư không niết bàn châu. Cho dù các ngươi có ngoại viện cũng không thể nào đến tương trợ các ngươi được. Đừng coi thường nội tình thực sự của liên minh thần trích chúng ta. Một khi đã thể hiện ra hoàn toàn, cho dù là Đan Thần Tháp cũng không chịu nổi. Thánh Đế Thần Quân nói không sai, nội tình thực sự của liên minh thần trích là gì, trong mắt bọn họ đến bây giờ cũng chưa rõ ràng. Hơn nữa, chính vì chuyện đã xảy ra trước đó, mới khiến cho bọn họ biết được, liên minh thần trích dường như là vực sâu không đáy,
có thể trở thành thế lực siêu thần khổng lồ ở đệ nhất thế giới, nhất định là có nội tình cực kỳ cường đại, nhưng có thể phân tích ra lời nói của bọn họ, dường như Liên Minh Thần Trích cũng không sợ Đan Thần Tháp. Năm vị các chủ càng nghĩ càng thấy Liên Minh Thần Trích càng lúc càng không đơn giản, có lẽ nói theo một khía cạnh nào đó, Liên Minh Thần Trích không còn là Liên Minh Thần Trích mà bọn họ biết nữa. Khóe miệng Thánh Đế Thần Quân nhếch lên nụ cười thú vị, ánh mắt hắn ta như lưỡi kiếm sắc bén, quét qua khuôn mặt năm vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các, giọng nói hắn ta trầm thấp và tràn đầy uy lực, như thể có thể thấu hiểu sâu thẳm tâm hồn con người. Đúng rồi, vừa nãy các ngươi nói, thực lực của ta và Duy Lập Thần Quân các ngươi không sợ đúng không? Vậy thêm một người có thực lực Thiên Bị Thần đỉnh phong nữa thì sao? Các ngươi làm thế nào ứng phó? Giọng điệu của hắn ta mặc dù bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực không thể diễn tả bằng lời. Cùng với lời nói của hắn ta, toàn bộ không gian bỗng nhiên rung chuyển, như thể giọng nói của hắn ta mang theo lực lượng thực chất, khiến cho mọi thứ xung quanh đều phải run rẩy. Sau đó, ngay khi mọi người đang sững sờ, không gian sau lưng Thánh Đế Thần Quân bỗng nhiên méo mó, một cỗ lực cường đại khó có thể diễn tả bằng lời tuôn ra, như một bàn tay vô hình xé tạc hư không yên bình. Trong khe nứt xé tỏa không gian kia, chậm rãi bước ra một bóng người có thực lực Thiên Bị Thần cửu trọng, mỗi bước chân của người này đều dẫm lên hư không, tỏa ra uy áp khiến cho thiên địa cũng phải chấn động, như thể bầu trời nơi này đều khuất phục dưới chân người này. Theo bóng người này xuất hiện, giống như bình minh ló dạng trong bóng tối, ánh sáng chói lọi, khí thế áp người, áp lực trong không khí đột nhiên tăng cao, như thể toàn bộ dương khí đều bị rút cạn, chỉ còn lại cỗ uy áp khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt của Thiên Vị Thần cửu trọng quét qua tất cả mọi người có mặt, ánh mắt kia lạnh lùng và kiêu ngạo, như thể sinh linh phàm gian chỉ là sâu kiến mà thôi. Năm vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các đứng cạnh nhau, trên mặt bọn họ không hề có chút hoảng hốt, chỉ có sự thong dong điềm tĩnh. Bọn họ cũng biết, đối mặt với tồn tại như vậy, sợ hãi cũng vô dụng, chỉ có dựa vào thực lực của bản thân mới có thể đứng vững trong cuộc tranh phong này. Không gian xung quanh dường như bị méo mó bởi cỗ lực lượng này, vạn vật đều trông nhỏ bé dưới cỗ khí tức khủng bố này. Người có thực lực Thiên Vị Thần đỉnh phong trong Liên Minh Thần Trích, chỉ sợ chính là vị Đại Vực Thiên Thần Quân kia, Thiên Long. Năm vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các nhìn chằm chằm vào nơi không gian bị xé toạc kia, bóng người kia thân mang kim sắc y bào, trên y bào còn có một thân long đồ, đầu đội đế quan, đôi mắt dài và hẹp, lúc này trên khuôn mặt hắn ta đang mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt đối phương lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Hơn nữa, toàn thân hắn ta lưu chuyển một cỗ thần nguyên chi khí kim sắc cuồn cuộn, một cỗ uy áp đáng sợ trực tiếp lan tỏa khắp bầu trời nơi này, khiến cho chúng cường giả bên dưới đều nghẹt thở. Lúc này, nụ cười trên mặt Thánh Đế Thần Quân và Duy Lập Thần Quân càng thêm rạng rỡ, vì trong mắt Thiên Long Đại Thần Quân, cho dù trước đây có kiêu ngạo ngông cuồng tự đại đến đâu, thì dưới cỗ uy áp của cửu trọng Thiên Vị Thần này, đều phải không tự chủ được mà sinh ra nỗi sợ hãi. Theo sự xuất hiện của Thiên Long Đại Thần Quân, bầu không khí căng thẳng đạt đến cực điểm, mỗi vị cường giả thần kinh đều trở nên căng thẳng, chờ đợi thời khắc quyết chiến sắp diễn ra. Tuy nhiên ngay lúc này, Thiên Long Đại Thần Quân bỗng nhiên giơ tay lên, một vầng sáng nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, ẩn chứa bên trong là lực lượng Thiên Vị Thần đỉnh phong đủ để hủy diệt mọi thứ. Cho các ngươi một cơ hội, giao ra mảnh vỡ hư không Niết Bàn Châu, nếu không, năm đại thế lực siêu thần các ngươi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi chư thần vạn giới ngay hôm nay. Khí thế của Thiên Long Đại Thần Quân áp đảo quần hùng, ngay cả năm vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các cũng bị áp chế dễ dàng. Lực lượng của cửu trọng Thiên Vị Thần thực sự chênh lệch quá lớn so với bọn họ. Sắc mặt năm vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các trở nên nghiêm trọng, xem ra hôm nay đối phương đến với khí thế hung hăng, chỉ có hai lựa chọn, đó là giao ra mảnh vỡ của hư không Niết Bàn Châu, hoặc là khai chiến một trận sinh tử. Hư không Niết Bàn Châu là thứ mà năm vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các cùng nhau vào di tích bị lãng quên lấy được, bên trong nó ẩn chứa Niết Bàn chi lực, có thể cho bọn họ cơ hội Niết Bàn, có thể thôn phệ tất cả năng lượng của những thứ dưới các bậc tuyệt thế thần khí, bao gồm cả thần nguồn chi khí, từ đó Niết Bàn lên thân mình. Đương nhiên điều này phải là hư không Niết Bàn Châu hoàn chỉnh. Hiện tại, trong tay mỗi người bọn họ chỉ có một phần mảnh vỡ, Niết Bàn chi lực của nó cũng bị chia thành 5 phần. Tự nhiên là không thể nào có lực lượng của hư không Niết Bàn Châu hoàn chỉnh, nhưng cũng chính vì hư không Niết Bàn Châu mà Ngũ Đại Thần Các này đã trở thành thế lực cường đại nhất trong vô số thế lực siêu thần của vạn giới. Đây mới chỉ là nắm giữ một phần 5 Niết Bàn chi lực, nếu hợp nhất thành hư không Niết Bàn Châu hoàn chỉnh thì sẽ đạt đến lực lượng như thế nào? Kỳ thực, sau khi Ngũ Đại Thần Các nắm giữ một phần 5 mảnh vỡ Niết Bàn, bọn họ đều muốn đoạt được 4 mảnh vỡ Niết Bàn còn lại, như vậy sẽ có thể một bước trở thành thế lực vượt qua thế lực siêu thần, tiến thẳng lên thế lực đỉnh phong trong các thế lực siêu thần, thậm chí còn có thể gia nhập hàng ngũ thế lực đỉnh phong trong các tân sinh thế lực siêu thần. Nhưng nội tình của Ngũ Đại Thần Các quá cân bằng, dẫn đến việc không có thần các nào có thể xâm lấn thần các khác để cướp lấy mảnh vỡ hư không. Trước đó cũng có tin đồn lan truyền, thực lực của Linh Thần Các chủ đã đạt đến bán bộ bát trọng Thiên Vị Thần, thực lực như vậy cũng là người có khả năng đoạt được mảnh vỡ từ tay các vị các chủ khác nhất. Nhưng lý do mà Linh Thần Các chủ không làm như vậy chính là vì quan hệ giữa Vũ Thần Các và Đan Thần Tháp, khiến cho Linh Thần Các thủ lĩnh của Ngũ Đại Thần Các trần trừ không xuất thủ. Cho đến hiện tại, sau khi Liên Minh Thần Trích gây ra chuyện kia, Ngũ Đại Thần Các đã tạm thời bỏ ý định cướp đoạt lấy mảnh vỡ hư không Niết Bàn Châu của nhau, từ đó liên kết lại để cùng nhau chống lại ngoại địch xâm lấn. Muốn chúng ta giao ra hư không Niết Bàn Châu, sợ là khiến các ngươi thất vọng rồi. Nó là mệnh mạch của Ngũ Đại Thần Các chúng ta, làm sao có thể để cho các ngươi lấy đi? Tác phong làm việc của Liên Minh Thần Trích các ngươi đã công khai truyền đi, chỉ sợ sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Giọng nói của Vũ Thần Các chủ không lớn, nhưng khi truyền vào tai người khác lại giống như tiếng sấm rền. Hừm, nói như vậy, các ngươi đã chuẩn bị tâm lý bị tiêu diệt rồi sao? Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn nhiều lời với các ngươi, đã không muốn giao ra mảnh vỡ hư không,
Vậy thì khai chiến đi, Thiên Long Đại Thần Quân cũng không nhiều lời với bọn họ, dù sao, đây là nhiệm vụ Minh Chủ Đại Nhân giao phó, nhất định phải hoàn thành, nếu không khi trở về, bọn họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thiên Quân Thần Chiến đội lên đi, tiêu diệt Ngũ Đại Thần Các cho ta, cho bọn chúng biết kết cục của việc chống lại Liên Minh Thần Trích. Theo lệnh của Thiên Long Đại Thần Quân, các cường giả của Thiên Quân Thần Chiến đội nhao nhao tỏa ra khí tức thần thánh cường đại, trong khoảnh khắc tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ. Ngay sau đó, bọn chúng trực tiếp phát động tấn công, giao tranh ác liệt với các cường giả của Ngũ Đại Thần Các, đao quang kiếm ảnh giao nhau, thần kỹ không ngừng va chạm, trong nháy mắt đã biến thành chiến trường sinh tử. Các cường giả của Ngũ Đại Thần Các tay cầm lưỡi dao sét, thân hình nhanh như chớp, lưỡi dao sắc bén vô cùng, dùng uy lực cường đại để áp chế đối thủ, đập tan sự phản kháng của bọn họ. Một số cường giả khác hóa thân thành kỳ lân, toàn thân kim sắc cương khí bao phủ, bước đi như hổ, quy bước tứ phương, mỗi lần công kích của bọn họ dường như có thể xé tọa thiên địa. Còn có một số cường giả, trên thân tỏa ra khí tức cổ xưa, tay cầm một thanh vô tận chi kiếm, dùng kiếm khí sắc bén, tiêu diệt tất cả địch nhân cản đường bọn họ. Trên chiến trường, các cường giả của Ngũ Đại Thần Các đã thể hiện ra chiến lực cường đại vô song, không hề kém cạnh Thiên Quân Thần Chiến đội. Hơn nữa, đây là lực lượng khổng lồ sau khi Ngũ Đại Thần Các liên hợp, cho dù là Liên Minh Thần Trích cũng không thể nào dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Lực lượng song phương như một cơn sóng lớn dâng trào, tiếng nổ lớn vang vọng khắp chiến trường, khiến người ta khiếp sợ. Trong không khí huyết tinh nồng nặc, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Trong trận đại chiến này, thành viên của Thiên Quân Thần Chiến đội càng lúc càng cường đại, có lẽ cũng là vì Liên Minh Thần Trích huấn luyện nghiêm chỉnh, nên đã hình thành cách tấn công và phòng thủ rất xảo diệu, thể hiện ra lực lượng không thể sánh bằng trên toàn bộ chiến trường. Trong lúc bọn họ giao chiến cận thân, động tác cực kỳ nhanh và kịch liệt, quang mang tứ xạ bốn phía, lực lượng của bọn họ được thi triển tới cực hạn, thể hiện ra thần uy khiến người ta phải trố mắt trong trận chiến. Bọn họ không ngừng tấn công phòng ngự, va chạm tạo ra hỏa hoa kinh diễm, đánh thẳng lên từng tốc phòng tuyến của nhau. Sau khi song phương khai chiến ác liệt, ba vị thần quân trên hư không nhìn xuống cuộc chiến dữ dội bên dưới, mà trên thân bọn họ tỏa ra khí tức có thể áp chế toàn trường, địa vị của bọn họ tôn quý như thể đang thống trị toàn bộ chiếm trường, trong mắt lóe lên tinh quang sắc bén, như thể muốn mọi thứ khuất phục dưới chân bọn hắn. Nhìn thấy không, đây chính là quyết định sai lầm mà các ngươi đã đưa ra. Vầng sáng trong lòng bàn tay Thiên Long Đại Thần Quân lên xuống nhấp nhô, bên trong tỏa ra lực lượng đỉnh phong đủ để hủy diệt mọi thứ. Hai người các ngươi xuống phía dưới, gia nhập Thiên Quân Thần Chiến đội, nhanh chóng áp chế đội quân chủ lực của Ngũ Đại Thần Các đi. Năm vị các chủ này cứ giao cho ta, Thiên Long nói với giọng điệu bình thản, nhưng lại khiến cho Thánh Đế Thần Quân và Duy Lập Thần Quân không dám nảy sinh ý định từ chối. Dù sao thì Thiên Long không chỉ là thần quân của Đại Vực Thiên, mà còn là phó các chủ của toàn bộ Cửu Vực Thiên Thần Các, thân phận của hắn ta đã cao hơn bọn họ một bậc. Nhận được lệnh của Thiên Long Đại Thần Quân, Thánh Đế Thần Quân và Duy Lập Thần Quân liền cước đạp hư không tiến về phía trước vài bước, trầm giọng nói, ta đây muốn xem những con sâu kiến của Ngũ Đại Thần Các này làm sao có thể chống lại một cao giai thiên vị thần trước mặt. Mà ánh mắt của Duy Lập Thần Quân bên cạnh cũng âm u lạnh lẽo vô cùng, dần dần bùng phát lực lượng đáng sợ của mình, khiến cho không gian méo mó trực tiếp hòa vào làm một với môi trường xung quanh, như thể ở khắp mọi nơi. Ngay sau đó, Duy Lập Thần Quân lại lao xuống đám người bên dưới trước cả Thánh Đế Thần Quân, phát động công kích dữ dội. Sau đó, Thánh Đế Thần Quân cũng thể hiện lực lượng cao giai thiên vị thần của mình một cách triệt để, vừa xuất thủ đã đánh bay hàng trăm cường giả của Ngũ Đại Thần Các. Chỉ còn lại 5 vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các đối mặt với Thiên Long Đại Thần Quân, vầng sáng trong lòng bàn tay của người sau tỏa ra uy lực và thần lực vô thượng, lưu động không cố định. Sau đó, vầng sáng nhanh chóng bay về phía 5 vị các chủ, áp lực khủng bố khiến cho 5 vị các chủ cảm thấy áp lực vô cùng, cho dù có dốc toàn lực cũng không thể nào chống lại được một đòn của thiên vị thần đỉnh phong. Vào thời khắc quan trọng này, 5 người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời đánh ra trường ấn pháp, một đạo quang mang từ trong cơ thể bọn họ bắn ra. Trong nháy mắt, đôi mắt của bọn họ cũng biến thành hai viên châu tử tinh xảo, lóng lánh quang mang của Niết Bàn chi lực. Sau lưng bọn họ, 5 đạo quang mang như 5 tòa sơn hải bao la, một chiến trường trên bầu trời rộng lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, 5 bóng người to lớn đứng lơ lửng trên không trung, giống như 5 ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ và hùng vĩ. 5 vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các nhìn chằm chằm vào thế công đang ập đến. Lúc này bọn họ cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn chảy trong cơ thể, trong mắt lóe lên vẻ kiên định không sợ hãi. Bọn họ biết, chỉ có thi triển lực lượng của hư không Niết Bàn Châu mới có lực lượng để chống lại. Không khí xung quanh đóng băng, tất cả như thể đứng yên. 5 vị các chủ nhanh chóng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, trên thân 5 người bắn ra quang mang chói mắt, cơ thể dường như trở nên ảo diệu và bí ẩn. Sau khi bọn họ thi triển lực lượng đặc trưng của mình, 5 loại lực lượng hội tụ lại với nhau, hình thành một cỗ năng lượng dao động cường đại vô cùng, tiếng nổ vang trời, cả thiên địa cũng vì đó mà rung chuyển. Dưới sự liên thủ của 5 vị các chủ, mảnh vỡ hư không Niết Bàn mà bọn họ nắm giữ cũng hòa vào làm một. Lúc này, Thiên Long Đại Thần Quân cũng bị lực lượng của 5 vị các chủ khiến cho chấn động, trong mắt hắn ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ 5 vị các chủ này liên thủ với nhau, bùng phát ra lực lượng của hư không Niết Bàn Châu, lại đạt đến mức độ đáng sợ như vậy. Lực lượng cường đại của Ngũ Thải Quang Mang ập đến, bao trùm mọi thứ, ngay cả thân hình của những cường giả đang giao tranh ác liệt bên dưới cũng không ngừng run rẩy, đặc biệt là những thành viên của Thiên Quân Thần Chiến đội, bọn họ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể nào chống lại được đang hút lấy năng lượng trên người bọn họ. Lúc này, trên thân 5 vị các chủ của Ngũ Đại Thần Các có Niết Bàn chi lực cuồn cuộn, 5 đạo quang mang như 5 đạo sơn hải sau lưng hội tụ lại với nhau, không gian ở đó như một vùng hư không thần bí, trong hư không mang theo Niết Bàn chi uy thần thánh vô cùng, có Niết Bàn chi uy này thôn phệ tất cả lực lượng, tràn đầy khả năng thôn phệ lực lượng, cuối cùng
Niết bàn trên thân 5 vị các chủ bùng phát ra niết bàn chi lực chưa từng có, biểu cảm của 5 vị các chủ cũng không được thoải mái, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, bọn họ biết rõ tầm quan trọng của khoảnh khắc này, tín ngưỡng của bọn họ như niết bàn bùng cháy, vang vọng khắp thiên địa, khắc sâu trong lòng mỗi vị khác chủ, lực lượng của bọn họ càng lúc càng cường đại, giống như sóng lớn cuồn cuộn, cuốn tất cả mọi thứ vào trong, 5 vị các chủ toàn thân tỏa ra khí tức thần thánh, sau đó, trực tiếp bùng nổ niết bàn chi lực va chạm cường đại với vầng sáng kia, phát ra một tiếng nổ lớn, năng lượng dao động bốn phía, toàn bộ hư không cũng bị điên đảo và nổ tung. Niết bàn chi lực vô biên bất tận, khiến cho thần uy của bọn họ càng thêm hung hiểm, một cỗ khí tức thống trị tuyệt đối tỏa ra, khiến cho tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu lên, không ngờ, ngũ đại thần các liên thủ với nhau lại đáng sợ như vậy. Lúc này, trên thân bọn họ bùng phát ngũ thải quang mang bao trùm tứ phương, tựa như là vương giả tồn tại phương thiên địa này, bọn họ vừa vung tay, nhật nguyệt tinh thần đều trở nên ảm đạm vô quang, lôi đình cũng mở nhạt bên cạnh 5 vị các chủ của ngũ đại thần các, niết bàn chi lực từ trên người bọn họ cuồn cuộn tuôn ra, điên cuồng thôn phệ công kích đáng sợ từ vầng sáng kia. 5 vị các chủ của ngũ đại thần các liên thủ dốc toàn lực chống lại công kích của Thiên Long đại thần quân, lực lượng chấn động như lôi đình, như rồng bay ngang bầu trời. Sau khi năng lượng của song phương đạt đến giới hạn đã phát nổ, hình thành làn sóng năng lượng khổng lồ quét qua vang vọng khắp bầu trời, toàn bộ chiến trường biến thành một vùng hư không hỗn độn, bên trong hư không bắt đầu bùng phát niết bàn chi lực tuyệt đối. Lúc này, 5 vị các chủ của ngũ đại thần các cũng đã chuẩn bị hy sinh tất cả, cũng phải khiến cho những người của liên minh thần trích này có đi không có về. Tất cả cường giả đều bị quấn vào trong hư không hỗn loạn, từng cỗ niết bàn chi lực cuồn cuộn không ngừng thôn phệ tất cả lực lượng của Thiên Quân Thần Chiến đội, ngay cả Thánh Đế Thần Quân và Duy Lập Thần Quân cũng cảm thấy bất lành, không ngờ đối phương lại còn lưu lại tuyệt chiêu như vậy, lực lượng hoàn chỉnh của hư không niết bàn châu, vậy mà lại có thể bùng phát ra lực lượng khủng bố như vậy, biến thiên địa thành hư không hỗn độn, thôn phệ niết bàn, đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sự tồn tại bà danh đệ nhất trong 72 đại thần khí. Trên lãnh địa rộng lớn của siêu cấp thần chi đại lục, một trận đại chiến chưa từng có đang diễn ra ác liệt, mà ở một nơi cách xa khói lửa chiến tranh là vạn giới thần châu. Bên trong đan thần tháp lại là một cảnh tượng khác, bầu không khí căng thẳng và trang nghiêm lan tỏa trong không khí. Bên trong quảng trường thi đấu, vòng chung kết đang diễn ra sôi nổi, các luyện dược sư đứng trên luyện dược đài của mình, song thủ biến ảo, hỏa diễm không ngừng bốc lên, dược liệu bay lượn trong tay bọn họ hóa thành từng linh dược tỏa ra dược hương, mỗi linh dược cũng ẩn chứa năng lượng cường đại. Trên sân thi đấu, nhiệt độ nóng bỏng như thể có thể nung chảy mọi thứ, nhưng đối với các luyện dược sư mà nói, đây chính là thời khắc tốt nhất để thể hiện thiên phú và luyện dược thuật của mình. Trên mặt bọn họ đều toát lên vẻ tập trung và kiên định, trong mắt lóe lên khát vọng chiến thắng. Theo diễn biến của cuộc thi, trong không khí tràn ngập các loại hương khí bốc lên từ dược lô, mỗi loại hương khí đều đại diện cho dược hiệu khác nhau, chúng giao thoa với nhau trong không gian, tạo nên một bức họa huyễn lệ vô cùng. Động tác của các luyện dược sư trôi chảy và tinh chuẩn, bọn họ đã tìm được điểm cân bằng hoàn hảo giữa dược liệu và hỏa diễm, khiến cho mỗi phần dược liệu đều có thể phát huy hiệu quả tối đa. Trong bầu không khí căng thẳng, thi thoảng lại vang lên tiếng nổ nhẹ của dược lô, đó là dấu hiệu cho thấy các luyện dược sư đã thất bại khi thử thách giới hạn của bản thân, nhưng cho dù là như vậy, trong mắt bọn họ cũng không hề nhục chí, chỉ có truy cầu cảnh giới cao hơn. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.